theo các bạn. Ở một số clip trước thì mình có nói về cái việc mình làm ba cái dàn baki từ cái khay bằng cái khay nhựa trồng cây các bạn. Đây là thực tế của nó đấy các bạn ạ. Mình làm ba cái khay này bởi vì thật ra là chi phí rất là rẻ. Khay baki này sẽ có hai phần, phần dàn trên và phần dàn dưới. Thì dàn trên thì rất là đơn giản đấy các bạn. Chỉ cần mua cái dàn này về sau đó dùng khoan thì khoan cái lỗ ở dưới ấy. Thật nhiều lỗ các bạn nhé. Hồi đầu tiên thì mình làm cái lỗ nó ít thì nó còn nó chảy trong một thời gian sau nó bị tắc ấy. Thì các bạn cứ làm thật khoan thật nhiều lỗ và to to cho mình, to bằng cái đầu đũa cho mình các bạn ạ. Cái phần này thì dễ rồi, nhưng cái phần dưới ấy, phần dưới thì đây các bạn xem là cái phần dưới nhá. Cái khay dưới này khó làm lắm các bạn ạ. Nhất là cái đoạn mà để thoát nước ra này này, nó để thành cái máng này thì nó làm không dễ đâu. Phải kéo tay một chút thì mới làm được. Thì ở cái phiên bản của mình thì mình chỉ làm cái khay thoát nước như này thôi và mình không làm cái chắn ở đây. Đây các bạn nhìn đây, nó không có cái chắn ấy. Đấy, nó chỉ là thoát ra này thôi. Thì xong thời gian thì đấy, như cái chỗ cái phần này nó sẽ bị rỉ ra, nó sẽ tạo rêu này rất là bẩn. Và thậm chí là nó có thể là rỉ nước dần dần xuống cái đáy này. Và có thể là như ở trên một cái góc của cái baki này, để trong góc này nó nước nó bị rỉ ra, nó sẽ ngấm ngược vào tường thì không tốt các bạn ạ. Mặc dù thì nhà mình sẽ không bị ngấm nữa bởi vì là mình để một độ nghiêng nhất định rồi. Nhưng các bạn thấy nó đang giò xuống bể đây này. Mình nhìn nó cũng khá là bẩn đúng không? Thế là mình cũng nảy ra ý tưởng là mình sẽ làm một cái khay như thế nào đấy, một cái giải pháp nào đấy để nước nó không bị dò ra. Có một giải pháp nữa là gọi là một cái giải pháp nữa như sau là các bạn làm cái khay thoát nước ra nó kín vào lại, làm cái nhựa ở đây thì nó kín thì nước nó không chảy ra thì nó sẽ không bị tình trạng này nhé. Nhưng mà mình sẽ làm một cái công tác, một cái giải pháp như thế này, các bạn cùng tham khảo nhé. Mình có một giải pháp như thế này. Đây các bạn ạ, đây là giải pháp của mình các bạn nhé. Mình sẽ ra ngoài các cái tiệm đá mà làm ốp lát ấy. Mình sẽ thuê người ta làm một cái khay dưới cùng như thế này. Kích thước thì nó sẽ rộng hơn cái khay nhựa thêm một tí. Sau đó thì mình sẽ đặt thẳng cái khay dàn dên vào cái này và nước nó sẽ chảy tràn xuống đây. Đây là mình đang phải gách lên bởi vì nó đang bị ướt thì mình đang phơi khô các bạn nhé. Đấy, thì một cái khay này có giá làm rất là rẻ thôi, đá thì nó khoảng độ vài chục nghìn thôi. Nhưng mà cái công thì nó cũng khá đắt ấy. Tính ra nó khoảng độ thì cái này thì mình trả cho thợ đang làm 200 nghìn một cái các bạn ạ. Mình đang làm đặt làm 3 cái. Cái này mình đang mang mẫu cái này về để xem trước để xem hiệu quả thế nào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lắp vào để cho các bạn xem. Khay đá như thế này các bạn ạ. Đây là cái khay đá mình vừa đi đặt, mình vừa đi lấy về các bạn ạ. Tổng cộng 3 khay các bạn nhé, thay cho 3 dàn baki. Bây giờ mình sẽ vào mình tiến hành mình lắp đặt nhé các bạn nhé. Hy vọng là nó sẽ ổn thỏa. Đây là ba dàn baki của mình sau khi mình đã thay, thời gian phải thay mà mình là như mình nói ấy, là nó bị rỉ nước và mình sợ ngấm vào tường ấy, nên mình đã đi đặt ba cái khay đá. Lúc đầu thì mình mang cái khay đá ra về mình dự định là mình sẽ bỏ luôn ba cái khay dưới cùng đi, nhưng hôm qua mình lắp vào xong thì nước nó chảy rất là yếu các bạn ạ, nó không tạo ra thác được như này, không tạo ra thác được như là cái baki nhựa mình quét lỗ này đâu ấy. Thế nên là cuối cùng mình lại phải trở về phương án là mình vẫn dùng ba khay nhựa cũ và mình lót ở dưới là ba cái khay đá. Như vậy nước nó rỉ ra thì nó cũng rơi vào khay đá và nó chảy xuống hồ rồi các bạn ạ. Thì đấy các bạn nhìn thì bây giờ nó không còn cái tình trạng ướt ở cái chỗ đoạn kê này nữa rồi. Thì mình cũng không lo bị ngấm vào tường và trong bên trong nhà nữa. Nói chung là cũng tạm được các bạn ạ. Mặc dù là cái số tiền bỏ ra cũng không phải là nhỏ. 200.000 cho một cái khay đá này các bạn nhé. Tổng ba cái khay đá này đã là 600.000 rồi, gần bằng một cái khay inox, baki inox. Nhưng nói chung mình vẫn rất hài lòng các bạn ạ. Cảm ơn các bạn nhé.